Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm về chuyên đề công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Buổi tọa đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại Hà Nội và kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 62 tỉnh, thành phố, có 1.500 đại biểu tham dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự phía đầu cầu Cà Mau có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại. Buổi tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thảo luận tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ, qua đó đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong nước của tỉnh Cà Mau năm 2023. Theo chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2023, sẽ có 4 hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, phân phối sản phẩm và vận hành các địa điểm mua bán, trao đổi hàng hóa. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức 12 hoạt động xúc tiến du lịch nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh và tổ chức 13 hoạt động xúc tiến đầu tư tạo điều kiện để các đối tác nghiên cứu tiềm năng thị trường, xu hướng phát triển. Tuyên truyền quảng bá về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, tập trung đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thủ trưởng các đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong nước đảm bảo đạt hiệu quả đúng quy định. Tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, sáng 11 tháng 3, Dùng Nam Hải quân tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên và ngày vì môi trường Phú Quốc. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị. Cán bộ chiến sĩ Dùng Nam Hải quân đã cùng với đoàn viên thanh niên, các tổ chức doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trên địa bàn, phát quang bụi rậm vệ sinh bờ biển, đường giao thông, tổng dọn làm đẹp khu vực tượng đài Năm Đấm, đài tưởng niệm liệt sĩ nhà tù Phú Quốc và thu gom phân loại rác thải đưa về nơi xử lý. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan trên đảo xanh sạch đẹp. Thưa quý vị, hiện nay mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm đang được nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển nhân rộng nhằm tăng thu nhập cho gia đình và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, mô hình ươm sò huyết giống được xem là hướng đi mới trong sản xuất, mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Sau khi có được kinh nghiệm học hỏi bạn bè về nuôi sò huyết, anh Đỗ Minh Trung, ấp Xưởng Tiện, xã Diên An Đông đã mạnh dạn thực hiện mô hình ươm sò huyết giống trong vuông tôm. Anh Trung đầu tư 52 triệu đồng để mua 4 triệu con sò giống để thực hiện ươm nuôi. Mỗi mùng lưới có diện tích 60 mét vuông, anh Trung thả 2 triệu con giống. Sau 1 đến 1,5 tháng thả nuôi sò huyết, đạt trọng lượng 100.000 đến 120.000 con trên 1 ký, anh Trung rải ra vuông để nuôi thương phẩm. Theo anh Trung, ươm sò huyết giống không cần vốn đầu tư lớn, nhẹ công chăm sóc, thức ăn là tảo có sẵn trong vuông tôm. Khi thả nuôi sò huyết giống, chọn những nơi có mặt nước trong, đảm bảo độ mặn vuông nuôi khoảng 18 đến 30 phần ngàn, độ sâu từ 4 đến 8 tấc, giúp sò huyết giống phát triển tốt. Mô hình ươm sò huyết giống của anh Trung góp phần cung cấp nguồn sò giống cho bà con tại địa phương. Hồi trước thì đầu tiên thì mình cũng không có biết cái vấn đề nuôi sò cám này. Mình cũng nuôi sò ngàn, về mua sò ngàn của người ta dèo sẵn, mình đem về mình chỉ thả vuông, mình nuôi lên thịt thôi. Cơ duyên cũng gặp cái người anh bạn ở trên xã Đất Mới của Nam Căn á. Trên đó thì nó phát triển mạnh vấn đề nuôi sò cám, rồi từ đó anh giới thiệu, rồi ảnh hướng dẫn cho cách nuôi. Rồi từ đó thì mình cũng thấy cái mô hình nó cũng hay, mình áp dụng mình nuôi. Anh cũng hỗ trợ kỹ thuật, nói chung thì mình nuôi mình cũng thấy nó cũng hiệu quả nè.
Bây giờ thì hiện tại như giờ cái con sò tôi anh đang cầm đây nè là nó hơn ba tháng rồi, nhưng mà nó lên độ tầm khoảng từ 4 đến 5 ngàn con một ký rồi đó. Thì như vậy là tầm khoảng một tháng nữa là mình có thể mình gãi ra vuông mình nuôi thịt được rồi nè. Mình cần phải dùng lưới mình bao dí lại, nó có nghĩa là mình không cho cua ghẹ vô. Nếu cua ghẹ nó lọt vô thì nó sẽ ăn con sò của mình nó hao rất là nhiều. Tại vì trong cái giai đoạn nhỏ này á, thì cua ghẹ nó dễ ăn lắm. Với diện tích vuông 4.000 m², anh Trung đã thả sò huyết giống để nuôi thương phẩm nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Anh lựa chọn mương hoặc trảng bồi tự nhiên để nuôi thả lan trong vuông, giúp sò huyết mau lớn, giảm được rủi ro trong quá trình nuôi. Do sò huyết được nuôi trong môi trường tự nhiên nên thịt sò thơm ngon, nhiều dinh dưỡng, sò nuôi đạt trọng lượng càng lớn thì giá bán sẽ càng cao. Hiện nay sò huyết thương phẩm rất được thị trường ưa chuộng, giá sò được giữ ở mức ổn định. Mình nói chung là không có kỹ thuật gì hết, mình nuôi nó mình không phải cho ăn nè. Chăm sóc thì mình chỉ có theo dõi nó cái tốc độ phát triển của nó, mình tháo nước, mình cấp nước vô thôi. Nó con sò này nó không có cần ăn cái gì đâu, cái loại nó là cái loại ăn lọc. Nó ăn tảo với lại nó lọc bùn á, nó ăn. Rồi cái tốc độ sinh trưởng nó cũng rất là nhanh nha. Tại vì từ thời điểm sò cám mà mình nuôi tới sò thịt mình thu hoạch á là nó tầm khoảng 9 đến 10 tháng là mình thu hoạch. Còn nếu mà những cái vùng đất mà nó phù hợp với nó hơn nữa thì nó sẽ rút ngắn thời gian lại nữa đó. Ở đây thì mình cứ dùng ven biển á, thỉnh thoảng nó có hay có cái nguồn nước mà nó có tảo độc á, hoặc là nó bị phát sáng á, thì nó cũng ảnh hưởng tới con sò của mình. Thì mình cũng kiểm tra thường xuyên, thí dụ như mà nó có bị ảnh hưởng cái phát sáng hoặc là cái nguồn nước có tảo độc thì mình phải tháo bỏ. Ương và nuôi sò huyết trong vuông tôm là mô hình đầy triển vọng mang lại hiệu quả cao về kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập. Mô hình nuôi sò huyết đang phát triển mạnh mẽ trên địa bàn xã Diên An Đông, xã Diên An và xã Đất Mũi. Để phát triển bền vững, ngành chuyên môn cần hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cho nông dân và liên kết về đầu ra nhằm ổn định thị trường, mang lại lợi nhuận cao cho hộ nuôi. Năm 2023, huyện U Minh tập trung làm tốt công tác giảm nghèo với nhiều giải pháp, trong đó quan tâm đến việc đầu tư triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả. Phấn đấu giảm 2,5% hộ nghèo, tương đương 654 hộ nghèo. Qua công tác điều tra và rà soát hộ nghèo, toàn huyện U Minh còn 2.499 hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo 1.999 hộ chiếm 7,64%. Với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, huyện U Minh đưa ra nhiều giải pháp như tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, gắn với phối hợp tư vấn giải quyết việc làm, đào tạo nghề, truyền nghề, có biện pháp cụ thể hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ cho lao động có việc làm ổn định. Đặc biệt là việc phân công các cơ quan, ban ngành phụ trách giúp đỡ các ấp có tỷ lệ hộ nghèo từ 7% trở lên và quyết tâm thực hiện đạt kết quả giảm nghèo toàn huyện năm 2023 là 2,5% trở lên, tương đương 654 hộ theo chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo cho nhiều hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện cho nhiều người dân được đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ bảo hiểm y tế. Năm 2022, thực hiện theo phát động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã tổ chức tuyên truyền, vận động sự tham gia đóng góp của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị và các mạnh thường quân, trao tặng được trên 170 sổ bảo hiểm xã hội và hơn 4.200 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho nhiều người dân biết và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để chủ động chăm lo cho bản thân khi về già, và giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn không bị gián đoạn thời gian tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe khi chẳng may ốm đau, bệnh tật từ chính sách bảo hiểm y tế. Cảm thấy là rất là vui vì tôi là cũng nằm cái dạng vô cái hộ khó khăn của trong xã. Thành ra nghe nhờ mà nhà nước mà ta tặng cho bảo hiểm như vậy đó là rất mừng. Vì mình bệnh triền miên đó, cho nên được tặng bảo hiểm gì đó, cái chi phí nó tốn kém nó cũng đỡ hơn chút. Nên rất là mừng, cũng rất là cảm ơn những người hảo tâm, những người mà đã trao tặng thẻ cho chúng tôi. Cùng với tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ giảm phần nào chi phí điều trị bệnh,
Dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết và tặng quà là tiền mặt mỗi suất 1 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện. Khi nhận được món quà, mọi người đều ấm lòng, có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Cảm ơn Bảo hiểm xã hội đã tặng quà cho con em, cho bé có điều kiện đi trị bệnh. Thực hiện cái chủ trương tặng sổ bảo hiểm xã hội và cái thẻ bảo hiểm y tế cho người gặp khó khăn đó. Mục tiêu của cái chương trình là trước nhất là mình giúp cho những người nghèo mới thoát nghèo. Những người gặp khó khăn, người ta không có điều kiện để người ta đóng tiền rồi là gia hạn thẻ bảo hiểm y tế để người ta giảm bớt những cái gánh nặng khi họ bị ốm đau phải khám và điều trị bệnh. Với những hoạt động an sinh xã hội được triển khai thường niên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chia sẻ, lan tỏa yêu thương, góp sức cùng tỉnh nhà chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời qua đó góp phần phổ biến rộng rãi ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với nhân dân để mọi người hiểu, tin tưởng và tiếp tục chủ động tham gia nhằm góp phần chăm lo cho bản thân lúc bệnh tật, ốm đau và khi hết tuổi lao động. Thưa quý vị, Thư viện tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị ngành liên quan tổ chức lễ ra mắt phòng đọc sách tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời vào hôm qua. Phòng đọc sách được đầu tư với hơn 300 đầu sách ở nhiều lĩnh vực. Đây đều là những đầu sách được lựa chọn kỹ lưỡng. Với kho tàng kiến thức phong phú, phòng đọc sách sẽ được mở cửa xuyên suốt các ngày trong tuần để phục vụ nhu cầu của độc giả. Nhân buổi lễ ra mắt, Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Trần Văn Thời phối hợp với Thư viện tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tìm hiểu về cuộc đời và kể chuyện Bác Ba Phi, hoạt động thư viện lưu động và các trò chơi dân gian tạo không khí hào hứng sôi nổi. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, đồng thời trang bị kỹ năng tự vệ và kiến thức về văn hóa, Thư viện tỉnh đã tổ chức xe sách lưu động Hành trình ánh sáng tri thức tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Với nhiều nội dung hấp dẫn và bổ ích, hành trình đã góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh. Thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện Đầm Dơi đều tổ chức hoạt động khuyến khích các em học sinh nâng cao khả năng tự đọc, tự tìm hiểu. Thông thường các em sẽ có những giờ đọc sách ở trên lớp hay ở thư viện trường, nhưng được đọc sách dưới sân trường cùng tìm hiểu những cuốn sách mới của xe ô tô thư viện, các em rất hào hứng tham gia khí thế. Dạ, không có thư viện ở ra anh. Ở đây chỉ có từ ở trong trường thôi. Thấy rất là vui và nó giúp em dồi dào thêm kiến thức mới hơn và nhiều ý nghĩa của từng cuốn sách. Em mong muốn là nhiều tháng tới sẽ có những chiếc xe lưu động như thế này để chúng em có thể được tìm hiểu, tìm tòi những ý nghĩa mới từ những cuốn sách và những kiến thức mới của những từng cuốn sách nha hơn. Rất là vui, con thích đọc nhất là những quyển truyện cổ tích. Nó giúp con hiểu thêm được nhiều điều hay, ý nghĩa. Con sẽ cố gắng đọc thật nhiều sách, hiểu thêm nhiều điều hay trong quyển truyện và tìm hiểu nhiều hơn về việc đọc sách. Con mong muốn mọi người sẽ tổ chức nhiều hơn những buổi đọc sách như thế này để chúng con có thể hiểu thêm được nhiều điều hay và ý nghĩa. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Đầm Dơi kết hợp Thư viện tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân xã Tân Duyệt tổ chức lễ ra mắt phòng đọc sách tại xã Tân Duyệt. Tại lễ ra mắt phòng đọc sách, Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Đầm Dơi đã trao tượng trưng cho Ủy ban nhân dân xã Tân Duyệt 200 cuốn sách để trang bị cho phòng đọc sách tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng của xã. Trong cái dịp ra mắt cái tủ sách là phòng đọc sách của xã Tân Duyệt thì thư viện tỉnh có một cái buổi hoạt động đó là đưa chuyến xe ánh sáng tri thức đến với các em học sinh của xã Tân Duyệt nhằm muốn cung cấp với cái tri thức cho các em, đưa đến các em những cái quyển sách hay ý nghĩa mang tính giáo dục lịch sử truyền thống của quê hương đất nước để cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, các em ít có cái điều kiện để tiếp cận với văn hóa đọc, đó là sách, thì cái điều kiện để các em tiếp cận với nguồn tài liệu của thư viện tỉnh rất là khó khăn,
Vì thế thì thư viện tỉnh có những chiếc xe lưu động như thế này để đến với các em học sinh của xã. Không chỉ ở xã Tân Việt mà thư viện còn đi đến nhiều cái xã khác ở trên địa bàn tỉnh, nhất là những cái xã vùng sâu vùng xa, các em còn cái điều kiện cái khó khăn để mong là đưa cái tri thức thì đến với các em ở vùng sâu vùng xa. Hoạt động của xe thư viện lưu động cũng như việc ra mắt phòng đọc sách tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi được xem là một cách hữu hiệu đưa thông tin tri thức đến với các em học sinh ở mọi nơi, đặc biệt là với các em học sinh ở các trường vùng sâu vùng xa. Thông qua các hoạt động phục vụ của xe thư viện lưu động đã tạo không gian môi trường mới cho các em học sinh được tiếp cận nhiều sách hay bổ ích, tạo thêm sự phấn khích, góp phần bồi dưỡng thêm hứng thú đọc sách và kỹ năng đọc sách. Hưởng ứng chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phát động, hôm qua Tổ Công nghệ số và Khuyến nông Cộng đồng xã Phú Mỹ phối hợp với VNPT và Viettel huyện Phú Tân làm lễ ra quân hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên thiết bị di động. Các thành viên của Tổ Công nghệ số và Khuyến nông Cộng đồng xã Phú Mỹ hướng dẫn người dân cập nhật lại thông tin thuê bao di động cho trùng khớp với dữ liệu dân cư, đăng ký tài khoản để thanh toán giao dịch trực tuyến, hướng dẫn đăng ký và sử dụng các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đây tuyên truyền về những lợi ích thiết thực hiệu quả mà dịch vụ công mang lại, dần tạo thói quen cho người dân, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số trong tương lai. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, chữ ký số sẽ được sử dụng ngày một rộng rãi. Tuy nhiên, công cụ này vẫn chưa tiếp cận được với nhiều cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị các đơn vị viễn thông trên địa bàn triển khai chứng thư số cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Phóng sự sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những khác biệt cơ bản về chữ ký số cùng những tiện ích khi sử dụng. Chữ ký số là một dạng của chữ ký điện tử. Với doanh nghiệp, có vai trò tương đương với chữ ký tay và con dấu. Đối với cá nhân, có tác dụng tương đương với chữ ký tay của mỗi cá nhân được dùng với mục đích xác thực danh tính của người ký. Về phần cứng, giống như một chiếc USB, được gọi là USB token và được bảo mật bằng mật khẩu hay còn gọi là mã PIN. Chứng thư số là phần không thể tách rời của chữ ký số, chứa tất cả dữ liệu đã được mã hóa của doanh nghiệp. Nếu ký tay cần có bút, văn bản giấy. Ký số cần có USB token, SIM-CA, Cloud Basic cộng file văn bản. Hiện nay có hai nhóm chữ ký số gồm nhóm chữ ký chuyên dùng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và các tổ chức trực thuộc, cung cấp quản lý, duy trì, vận hành hệ thống kỹ thuật để cung cấp dịch vụ chữ ký số với các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan đảng và nhà nước. Hiện Cà Mau có tổng cộng 2.040 chữ ký chuyên dùng, cơ quan nhà nước với 1.880 chữ ký, cơ quan đảng có 160, trong đó có 200 chữ ký được tích hợp lên SIM PKI. Nhóm chữ ký số công cộng sẽ do các doanh nghiệp viễn thông cung cấp. Tính đến năm 2022, toàn tỉnh có 21.191 nhóm chữ ký số công cộng của VNPT và Viettel. Chữ ký số được sử dụng để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch chứng khoán điện tử, mà không phải in các tờ kê khai đóng dấu. Bên cạnh đó, chữ ký số cũng được sử dụng để ký hợp đồng với các đối tác qua môi trường mạng mà không cần phải gặp trực tiếp. Không có chữ ký số không thể thực hiện được các giao dịch trực tuyến. Đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính, không có chữ ký số, người dân và doanh nghiệp không thể nộp hồ sơ đối với các thủ tục yêu cầu phải ký đơn chứng từ theo quy định. Vấn đề mà chữ ký số của Minh Viện thì bước đầu là làm thử là trên cái giấy ra viện, chuyển đổi số qua cái giấy ra viện trước. Và sau khi mà đã thành công được giấy ra viện đó thì bắt đầu chúng tôi đi vào cái ký giấy phép cũng qua chữ ký số và các cái bệnh án điện tử. Thì là tới đây chúng tôi sẽ khoảng 600 chữ ký số sử dụng trong bệnh viện. Hiện tại thì bây giờ bệnh viện đang sử dụng 131 chữ ký số cho tất cả các bác sĩ. Chữ ký số thì nó rất là dễ, nó rất là nhỏ gọn chứ nó không phải cái gì đâu mà khó giữ. Chúng ta có thể là bỏ túi thôi, nếu như là chữ ký cứng, còn nếu như chúng ta có chữ ký mềm nữa thì ta không cần mang đi luôn. Thành ra là tôi thấy nó rất là tiện. Tôi thì sử dụng cả hai chữ ký cứng
tức là chúng ta dùng USB. Còn nếu như không thì chúng ta có cái chữ ký mềm đã tích hợp rồi thì chúng ta có thể thao tác bất kỳ lúc nào trên máy của mình. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023, các nhà mạng sẽ triển khai nhắn tin đến các thuê bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Cà Mau về việc kiểm tra cập nhật chính xác thông tin thuê bao, bảo đảm 100% số lượng thuê bao không có thông tin bị sai lệch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời hỗ trợ miễn phí dịch vụ chữ ký số từ xa cho cá nhân tối thiểu 3 tháng không hạn chế số lượng đối với người dân trên địa bàn tỉnh đăng ký sử dụng dịch vụ này. Kèm theo đó là các hình thức để hỗ trợ hướng dẫn người dân doanh nghiệp đăng ký sử dụng chứng thư số dịch vụ công trực tuyến. VNPT trên địa bàn phòng tỉnh Cà Mau đã bố trí cái nhân lực trực tiếp tại các cái văn phòng một cửa của tỉnh, của huyện và thành phố để thực hiện hướng dẫn cho người dân đăng ký và dùng thử chữ ký số VNPT Smart CI để thực hiện các cái dịch vụ trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Và VNPT Cà Mau cũng thực hiện cái chính sách miễn phí 3 tháng cho bà con, người dân hoặc là doanh nghiệp mà đăng ký để sử dụng dịch vụ chữ ký số Smart CI để thực hiện các giao dịch trên cái dịch vụ công quốc gia và cổng cái dịch vụ công của tỉnh kể từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023. Sử dụng chữ ký số công cộng để thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm góp phần cải cách hành chính, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng thứ hạng cải cách hành chính của tỉnh. Qua đó góp phần vào thành công của chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.